Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em giới thiệu với mọi người một mô hình trồng cây trên đất đỏ Ba Gian. Ví dụ chúng ta có một lô đất đỏ Ba Gian thì chúng ta có thể trồng những cây như sau. Đầu tiên phải là cây chủ lực là cây sầu riêng, bao gồm là sầu riêng Đô Na Thái hoặc là sầu riêng Musaking. Tiếp theo là chúng ta trồng chuối để có thể thu ngắn hạn. Trong vòng 6 tháng là đã có thu hoạch rồi. Và chúng ta có thể trồng thêm xen cây cau này, cây dừa và những cây ăn trái như ổi hoặc là mít trồng đường biên để tạo nguồn thu. Và đặc biệt là sầu riêng là phải thực sự chăm sóc hệ thống tưới tiêu, điện nước đầy đủ. Rồi, mọi chi tiết liên hệ với em, tổng diện tích là 4 hectare. Và đây là thành viên thể đi hai đi review bất động sản nhưng mà tranh thủ review chuối review chuối. Rồi tạm biệt thử thách.